Ngày cuối tuần, dù chưa bắt đầu kỳ nghỉ Tết chính thức, nhưng nhiều người đã tất tả về quê đón Tết cùng gia đình. Và cũng như nhiều đợt nghỉ lễ trước đây, những hình ảnh quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông, quân sự và đoàn viên thanh niên tổ chức phát nước suối, khăn lạnh cho người dân về quê đón Tết. Những chai nước, chiếc khăn lạnh, dù giá trị nhỏ nhưng cũng làm người đi đường cảm thấy xúc động và ấm lòng khi trải qua một hành trình dài để về sum họp cùng gia đình. Dạ, em là sinh viên từ Sài Gòn về Lâm Đồng. Đến đây thì được mọi người quan tâm tặng nước thì em rất là vui, xúc động, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi là làm công nhân dưới thành phố. Hôm nay nghỉ Tết, tôi đi về. Về thì qua chỗ ngã ba dầu dây này, chỗ trạm dầu dây này thì được sự tiếp sức của cán bộ cảnh sát giao thông và bên đoàn thanh niên. Tiếp sức cho tôi những bánh, miếng nước để tôi đi có sức tiếp tục đi hành trình đi về quê ăn Tết. Ngoài nước suối, khăn lạnh, nhiều người còn được tặng mũ bảo hiểm, có cả quà là các loại nông sản ô cốp. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng không quên nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn, kèm lời chúc mừng năm mới. Đây là hoạt động do Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất tổ chức. Các điểm tiếp sức đặt tại thị trấn Dầu Dây trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Hoạt động này tuy cái giá trị vật chất nó nhỏ, nhưng mà cái tình cảm con người Thống Nhất gửi tới bà con nhân dân trên đường về quê ăn Tết nó mang cái ý nghĩa rất lớn. Nhất là khi mỗi khi Tết đến xuân về. Và chúng tôi cũng mong muốn là cái tinh thần của người Thống Nhất sẽ được bà con nhân dân ghi nhận để rồi là tiếp tục quảng bá hình ảnh con người Thống Nhất trên cái bước đường phát triển. Theo kế hoạch, hoạt động tiếp sức người dân dịp Tết Nguyên đán sẽ diễn ra làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 23 đến 26 tháng Chạp, đợt 2 từ ngày 7 đến 9 tháng Giêng âm lịch khi người dân trở lại làm việc. Dự kiến trong 2 đợt, huyện Thống Nhất sẽ tặng khoảng 30.000 chai nước suối, khăn lạnh, 1.000 mũ bảo hiểm và 1.200 phần quà cho người dân.